Minasan konnichiwa, xin chào các bạn và đây là giờ học từ vựng ngày hôm nay của chúng ta. Hôm nay chúng ta có 4 từ vựng thực tế mà các bạn sẽ ít gặp trong giáo trình. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ có thể gặp đâu đấy khi đọc báo, xem phim. Nào, cùng bắt đầu nhé. Từ thứ nhất, amazupai. Nghĩa đầu tiên là chua chua ngọt ngọt, vừa có vị chua lẫn vị ngọt. Nghĩa thứ hai thì nó sẽ dùng để chỉ ví dụ những cái kỷ niệm mà nó có cả những cái niềm vui và có cả những cái sự cay đắng ở trong đó. Kỷ niệm mối tình đầu vừa cay đắng và vừa ngọt ngào. Amazupai hatsukoi no omoide. Và chắc là trong chúng ta thì ai cũng không bao giờ có thể quên được những cái kỷ niệm rất là ngọt ngào, cay đắng của mối tình đầu đúng không ạ? Amazupai hatsukoi no omoide wa keshite wasurerareru koto wa nai daro. Từ thứ hai, kuroreki. Từ này thì có thể các bạn sẽ liên tưởng đến cách dịch là quá khứ đen tối. Thế nhưng mà nó hơi khác với cái từ quá khứ đen tối trong tiếng Việt nhé. Quá khứ đen tối trong tiếng Việt thì nó có thể bao hàm nghĩa là một cái quá khứ rất là cay đắng, tối tăm. Nhưng mà cái từ kuroreki này nó sẽ dùng với nghĩa là những cái kỷ niệm, những cái chuyện trong quá khứ mà mình cảm thấy rất là xấu hổ và mình không thể nói với ai khác, không dám nói với ai khác. Từ thứ ba, shiotayo. Từ này thì dùng để chỉ nghĩa là cái thái độ hoặc cái cách đối xử rất là lạnh nhạt, giống với cái dạng tính từ như là soke này. Và tại vì sao lại có cái từ shio muối ở đây? Là bởi vì nó xuất phát từ từ shopai, mặn đúng không ạ? Thế nên từ đó để chuyển thành ý là một cái cách đối xử rất là lạnh nhạt, thiếu cái sự mặn mà, thì chúng ta sẽ dùng với shiotayo. Cụm từ thứ tư, otonagai. Cái này thì không phải với nghĩa là mua người lớn đâu nhé, mà nó sẽ được dùng với nghĩa như sau. Đầu tiên là nó dùng với nghĩa là người lớn mua rất là nhiều những cái hàng dành cho trẻ con, ví dụ như là mua bánh kẹo này, đồ chơi này. Và từ đấy thì nó sẽ được chuyển nghĩa, chỉ nghĩa là một người người ta mua một lúc rất nhiều cái sản phẩm. Ví dụ mua cả một cái series sách truyện như thế này. 大人買いはダメですよ.